Hello anh trai mình nha. Con Vios này giá cực kỳ rẻ luôn. Để cho anh mình 135 triệu còn giảm còn bớt, 2009, máy ngon, chạy sướng. Tất nhiên là giá này sẽ có dịch vụ nha anh chị nha, dịch vụ và taxi. Nhưng mà quan trọng cái máy mình ngon là mình chạy, mà quan trọng là em là nói thiệt lòng với anh luôn, chứ nhiều khách nhiều khi người ta không nói thật lòng đâu. Về mà form dáng xe này thì em nói với anh luôn một câu một luôn, sơn si đẹp, mâm lớp vỏ đẹp, chạy sướng, ngon, máy im. Chỉ có cái là xe này nó đời nó hơi thấp thôi, đời 209 nè. Đó. Chỉ có đời hơi thấp thôi, 209 mà cái giá được, cái giá nó rẻ. Đó, cảm biến dè đầy đủ luôn nè. Xe này để bữa giờ mua cũng 1-2 tháng rồi nè, 2-3 tháng rồi. Dàn ghế còn mới nha, dàn ghế, dàn túp lô, túp ly mới. Nội thất đẹp, sạch sẽ, anh em mua về sẵn đi, giá thành ok. 135 còn giảm còn bớt, nếu mà anh dễ thương, em bán cho anh đó nha. Anh qua đây em bán anh một đúng 130 triệu luôn. Nếu mà anh dễ thương nè, anh qua đây em bán cho anh, em tặng cho 5 triệu á, lấy anh 130 thôi. Bao xài nha, máy im, bảo hành máy nửa năm cho nên chạy vô tư nha. Bảo hành cái máy chạy nửa năm, đó, bao của anh luôn. Rồi xong anh ai mà xem được cái gì thì alo cho em qua số là 0866 6789 71 hoặc là 0834 33 33 71 ha. Ở ngoài đây em còn một con màu bạc nữa nè. Màu bạc này là bản E nha. Bản E thì nó sẽ có ABS và nó sẽ có túi khí vào là mâm đúc và là hắn đĩa nha. E này để cho anh em mình 180 triệu nữa nè. Anh em qua lựa lái thử, chạy thử, lái thử rồi vô tư, xem thử vô tư. Bao giờ ưng thì lấy nha. Rất là nhiều dòng xe chờ anh em mình nha. Anh em qua lựa thoải mái đi. Rồi cảm ơn, chúc anh em buổi sáng vui vẻ nha.